Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ly Kỳ. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những hiện tượng bí ẩn đáng sợ nhất của thế giới tâm linh, những điều đang tồn tại bên cạnh chúng ta. Và để không mất thời gian, bây giờ chúng ta vào nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Đây là đoạn phim được nhiều người xem trên cộng đồng mạng cho là kinh hoàng, bởi vì nó thực sự là như vậy. Theo đó, đoạn phim này được một người chị có tên là Helen đã dùng điện thoại để quay phim lại khi máy phát hiện thấy màn hình TV đã hoạt động trở lại. Vì quá vui mừng nên Helen đã chạy đi khắp nơi để thông báo. Và khi bước vào phòng của người mẹ để kiếm cô em gái, thì Helen đã phát hiện thấy em gái đang đứng trước một cái đầu của một con búp bê được đặt trên một cái tủ. Chỉ khoảng vài giây sau đó, cái đầu của con búp bê bỗng nhiên di chuyển và xoay về hướng Helen, khiến cho em ấy giật mình phát hoảng và chạy đi kêu mẹ. Nhiều người xem cho rằng rất có thể con búp bê này đã bị một thế lực vô hình nào đó tác động vào nhằm hù dọa hai cô bé. Bạn nghĩ sao về điều này? Đây là đoạn phim được một người dùng Facebook có tên là Nico đăng tải lên tài khoản của anh ta. Theo Nico chia sẻ thì đoạn phim này được máy camera giám sát tại nhà của anh ta quay lại. Theo đó, vào khoảng thời gian này, anh cùng với vợ và đứa em vợ xem phim truyền hình nhiều tập tại phòng khách. Lúc đầu mọi thứ bình thường cho đến vài phút sau, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện và người đầu tiên phát hiện ra sự bất bình thường này là cậu em vợ. Khi cậu ấy nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh qua cửa sổ, ngay lập tức cậu ta đã kêu Nico và nói về sự bất thường này. Tuy nhiên vào thời điểm đó, vợ chồng Nico không thấy điều gì bất thường cả. Ngay lúc nhận thấy những điều bất thường diễn ra ngày một dồn dập hơn, thì ba người họ có lẽ đã cảm nhận được sự nguy hiểm, do đó họ đã quyết định chạy nhanh ra khỏi nhà. Eso nosotros no lo vimos porque estábamos afuera. Pero es como que algo pasa.
Sau khi đăng tải đoạn clip này lên mạng xã hội, nhiều người bạn của họ cho rằng rất có thể họ đã bị một vong hồn nào đó theo ám và phá phách. Bên cạnh đó, một số người còn đưa ra lời khuyên rằng ba người họ nên tìm đến một nhà ngoại cảm để giải hạn, cũng như trừ khử linh hồn xấu xa đang cư ngụ trong nhà của mình. Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Liệu trước đây bạn đã từng chứng kiến những điều tâm linh nào tương tự như thế này chưa? Tiếp theo là một trường hợp tương tự, cũng được một người dùng Facebook có tên là Twin Sky đăng tải lên tài khoản của anh ta. Theo đó, đoạn phim này được máy camera giám sát đặt trong phòng của anh ta quay lại. Vào thời điểm này, Jun và bạn gái của anh ta đã ở trong phòng và họ đã nằm xem phim trên giường. Mọi thứ lúc này rất bình thường, không có chuyện gì khác thường xảy ra. Nhưng được một lúc thì từ phía phòng tắm, họ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và điều này đã làm cho họ cảm thấy nghi ngại. Sau khi chứng kiến chiếc chăn tự động văng xuống giường, như thể có ai đó đã kéo nó xuống. Điều này đã làm cho Jun và cô bạn gái hốt hoảng. Ngay lập tức họ đã quyết định tiến lại gần phòng tắm để xem có điều gì xảy ra ở đó không. Nhưng họ lại không tìm ra ai hay vật gì trong phòng tắm. Ngay lúc này, cô bạn gái của Jun đã bị một thế lực vô hình tấn công khiến cô ta văng vào trong tường. Thấy bất ổn nên Jun đã quyết định ôm cô bạn gái chạy ra khỏi phòng. Nhưng mọi thứ chưa ngừng ở đó. Khi Jun chạy ra cửa chính thì kẻ vô hình đó vẫn đuổi theo họ. Những đồ đạc ở phòng khách bắt đầu bị hất tung cả lên. Cánh cửa chính hình như cũng đã bị khóa trái. Lây hoay vài phút ở chỗ cánh cửa chính, Jun cuối cùng cũng đã mở được cánh cửa để thoát thân. Ngày hôm sau, anh ta đã quyết định trích xuất lại camera và đăng tải đoạn clip này lên mạng. Nhiều người xem cho rằng rất có thể căn nhà của anh đang bị một vong hồn nào đó theo ám. Và điều đáng sợ là họ không muốn Jun ở lại đây. Bạn nghĩ sao về hiện tượng này? Đây là đoạn phim được quay lại tại một căn phòng của một nhóm thanh niên Ấn Độ trong khi họ đang thực hiện một trò chơi cầu cơ. Vì quá chú tâm vào trò chơi này nên họ đã không để ý những điều đáng sợ đang diễn ra xung quanh. Sau một hồi chăm chú vào trò chơi thì cuối cùng họ cũng dần nhận ra những điều đáng sợ đang hiện hữu bên cạnh họ từ nãy đến giờ. Con gấu trên đầu tủ đã tự di chuyển và khi phát hiện ra điều này,
Cả bọn đã rất hoảng sợ và bỏ chạy ngay lập tức.